cần ngô nấu với cá chả. Đây là 200g cá chả. Và đây là rau cần ngô. Mình đã lặt như thế này, phút như thế này. Mình rửa sạch. Rửa sạch ra mình để gì? Một ít hành lá. Gia vị thì gồm có tiêu, hạt nêm, nước mắm, đường, muối. Và đây là những nguyên liệu để mình chế biến món rau cần ngô nấu với cá chả. Và phần cá chả này mình sẽ nêm gia vị vào đây và mình đánh cho nó dai. Phần hành lá này mình sẽ sắc nhuyễn ra để mình vừa để lên canh khi nào canh đã nấu chín, và một phần mình để vào chả để mình đánh ra cho thơm. Sau khi mình đã sắc phần hành này xong, mình sẽ cho vào đây một ít hành. Nửa muỗng cà phê muối nhỏ thôi nha các bạn. Nửa muỗng cà phê đường. Sau khi mình đã cho phần gia vị này vào đây thì mình sẽ tán đều ra. Đánh cho phần cá chả này nó đều với phần hạt nêm. Cá chả này mình đánh, càng đánh thì nó sẽ càng dai. Và đây là phần cá chả mà mình đã đánh ra rồi đây. Nó đã dai lắm rồi. Mình sẽ thành cho thành từng viên để mình để vô nồi canh của mình. Đây là phần cá chả mình đã cho thành viên vào đây. Rồi mình sẽ bắt nước lên. Mình sẽ cho vào đây một nồi nước như thế này. Nồi canh này mình nấu khoảng 4 giờ ăn á. Bắt lên lên. Nấu cho phần nước mình cứ thay lên. Khi mình đã nấu phần nước này sôi lên thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng đường, nửa muỗng muối, khoảng một muỗng muối. Mình nấu khoảng 5 phút thì mình đã có được nồi canh rồi.
khi múc ra mình sẽ cho một ít hành lá vào, một chút xíu tiêu.